JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio Nói Số nhá. Và hôm nay bên em giới thiệu đến các bác một dòng âm ly thế hệ mới của Jaguar, Su Răng đấy ạ. Vâng, một thương hiệu quá là nổi tiếng trên thị trường. Vâng, thì bây giờ có ra một cái dòng phiên bản mới, thế hệ mới, công nghệ mới. Vâng, và em và các bác cùng trải nghiệm luôn ạ. Vâng, đây là cái âm ly Jaguar Su Răng ạ, mã KMS1604DSP ạ. Vâng, tích hợp rất nhiều công nghệ mới. Đặc biệt cái dòng này là có cả echo và reverb, rất là hay. Hát thì rất là ngọt ngào. Vâng, nhìn giao diện thì cũng giống những cái dòng âm ly đời trước đấy ạ. Vâng, đây có cả này, echo này và reverb ạ. Vâng, dòng rất là cao cấp. Hát giọng hát cực nhuyễn ạ. Đặc biệt là cái dòng này là dòng chuẩn của Hàn Quốc, có cái tem nhựa đấy ạ. Tem nhựa đảm bảo luôn ạ, không thể lệch đi đâu được cho các bác. Em chống hàng giả đấy ạ. Vâng, đặc biệt cái dòng này là có cái thêm cái chức năng noise gate, đây là giờ chống tạp âm rất là tốt. Noise gate chống tạp âm, chống nhiễu đấy ạ, cực kỳ tốt. Và đặc biệt cái dòng này là có đường đi súp riêng ạ, đường đi súp riêng đấy ạ, là các tần số này và volume to nhỏ của súp đấy ạ. Đấy, rất là tốt. Đây, cái cả đảo pha đấy ạ. Vâng, về cách chỉnh thì là cũng như các cái dòng âm ly đời trước đấy ạ. Cũng là những cái now mix này, high này, high plung này. Đấy, nói chung là cách chỉnh thì cũng giống nhau. Nhưng có đặc biệt là thêm những cái echo và reverb. Thì đặc biệt cái này dòng này chỉnh cực kỳ quyện, nghe rất là dễ chịu, đặc biệt là rất là ngọt ngào. Đây là có cái nút feedback này, chống hú này, chống hú cho mic này, rất tốt, từ 0 đến 10 này, rất là nhiều cấp độ ạ. Đấy, đây là feedback chống hú. Còn đặc biệt đây có những cái chế độ của nhà máy đã tích hợp là 3 chế độ này, pop này, dốc này, ra này. Đấy, 3 chế độ của nhà máy đã cài đặt sẵn ở trong cái âm ly Jaguar 1604 này. Đây là có chế độ chạy cho mấy kênh này, 4 kênh này, 2 kênh này, đấy, và 2 kênh này. Đấy, bây giờ em đang chạy 4 kênh. Vâng, bây giờ em và quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái âm ly Jaguar Su Răng KMS1604 các bác nhé. Về cơ bản phía sau thì là cũng giống các cái đời trước đấy ạ, cũng có 4 cầu đỏ đen đấy ạ. Vâng, tín hiệu thì là ra các cái rắc hoa sen, và đặc biệt có thêm cái đường súp riêng đấy ạ, thì em đang chưa đấu được đường súp riêng. Vâng, bây giờ em sẽ đấu cho các bác cùng trải nghiệm cái cổng súp này nhé. Đang đấu cổng súp riêng đấy ạ. Vâng, cổng súp cực kỳ là sâu đấy ạ. Và cũng có thể kết nối bằng cổng súp của các cái rắc hoa sen cũng được. Đây có đầu ra đấy ạ. Đây có cổng súp đi bằng một dây AV và cổng rắc canon ra AV đấy ạ. Xuất cái âm ly Jaguar Su Răng của 604 này cực kỳ khỏe. Em đang kéo một đôi La Full 330 đấy ạ, La Full Wewood VA12.
hồ sơ Phạm Thuyền nhá. Và thành hát khá này à. Giọng rất là ngọt ngào. Một nhân viên đang chỉnh cho bác khách nhà hát trải nghiệm cái âm đi giao cua 1604 thế hệ mới đấy ạ. Tích hợp echo và reverb cực kỳ đẳng cấp. Ôi thằng là ôi thường mây ơi ơi là ôi Sơn rằng là thì
Tiếng